Dạ em Tùng chào anh em thì hôm nay rảnh rỗi quá thì dọn kho ra tìm cái đồ độc cho anh em. Ok, cái máy thông luồng dây điện Milky nó tương thích với tất cả các pin 18V của anh em. Và cái máy này gọi là rất là độc ở Việt Nam nha anh em. Thì nó luồng dây điện, nó hỗ trợ luồng dây điện cho anh em là tới 73 mét. 73 mét nha anh em. Thì nó luồn dây điện rất là nhanh. Và chuyên cho những anh em nào mà làm công trình lớn nè, điện này, rồi thông thông dây điện này, đó thì mình sẽ sử dụng em này. Ok, thì em này là hàng lướt ha. Nói chung là cái này Tùng sưu tầm chơi thì view cho anh em xem. Anh em nào thích thì lấy ha. Thì động cơ của nó là động cơ không chổi than. 18V thì cũng khá là gọn ha. Khi mà bỏ hết vào cái này thì nó cũng nặng đó anh em. Rồi em Tùng nghiên cứu, anh em Tùng sẽ gắn vào cho anh em xem. Đấy. Rồi nói chung là hàng này thì ở Việt Nam thì cũng rất hiếm anh em hiểu biết tới nó. Rồi củ lướt thôi nha, rất là đẹp, nó giống như cái nồi cơm điện ập vô cái nồi lẩu chứ ập vô. Rồi nó là không chổi than. Thì anh em nào mà chuyên làm ngành điện thì sẽ mua em này về chơi đỡ thông ống điện rồi nhanh hơn. Nó đi tới 73 luôn ha. Thì mình sẽ gửi đến anh em xem. Đấy, nó ra lại đây. Nó ra ha. Cái sợi này thì sợi hình chữ nhật siêu cứng. Siêu cứng nha. Mình sẽ gửi đến anh em xem này. Nó siêu siêu cứng luôn. Đấy. Cái này thì mình sẽ nối điện vào đỡ mình đi công trình mình thông điện ha. Đó, thì nó chạy ra thoải mái. Kiểm soát được tốc độ luôn. Rồi nó là động cơ không chổi than, nó fuel có ren và như vậy. Đấy, rồi anh em quan tâm liên hệ 0962 232 100 em Tùng đã sở hữu cái em này thì cực độc ở Việt Nam và cũng chưa có anh em nào cầm về, tại vì cái em này nó nguyên cái này nó nặng tới 8 kg, bay máy bay về thì chắc cũng rất là nhiều tiền, khoảng đi máy bay về khoảng 2 triệu, khoảng 2 triệu đấy. Rồi em này anh em đam mê thì liên hệ mình nha. Cái này mình cũng chơi thôi, lâu lâu sưu tầm ra lọc kho ra mấy cái sưu tầm đồ chơi của mình. Rồi cảm ơn anh em.